Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DKI Ramen Beauty ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang thực hiện một ca laser mày dành cho một chị khách từ Hạ Long, đến từ Hạ Long. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng quan sát cái quá trình laser tại DKI nhé. Dạ vâng, em xin mời chuyên gia ạ. Theo như tôi được biết thì cặp lông mày này chị đã làm được hơn 10 năm rồi. Đó, và như mọi người có thể thấy thì khi tia laser tác động đến đâu thì mực sạch đi đến đó, sạch hơn rất nhiều rồi mọi người ạ. Có thể nói là hết được khoảng 85-90% rồi. Và bây giờ thì mọi người có thể nhìn được sự khác biệt nhá. Và khi tia laser tác động lên bề mặt da thì chỉ thực hiện hút mực thôi, chứ không hề bị làm ảnh hưởng tổn thương da. Như mọi người có thể thấy thì vùng lông mày của chị khách của chúng tôi là vẫn còn nguyên này, không hề có cái tình trạng bị cháy lông, trụi lông. Và ngoài ra thì vùng lông mày thì vẫn còn nguyên, không hề có cái tình trạng bong chóc chảy máu. Và trong quá trình làm thì chỉ hơi chống chích một chút xíu thôi. Vâng, chị Giang ơi, thì sau khi làm xong laser này rồi thì mình có phải kiêng kem gì không ạ? Nói chung là không phải kiêng kem gì hết bạn ạ. Chỉ có thể sử dụng thêm cái kem tái tạo để thứ nhất là giúp nó mực nó đào thải lên nhanh hơn này, và nó tái tạo rồi cái vùng da nhanh nữa. Vâng, sẽ dạ vâng. Chị có thể nhìn hết ra một cái hình. Vâng, và bây giờ thì chị khách của chúng tôi đang được cảm nhận cái sự khác biệt trước và sau khi thực hiện laser rồi. Và điều đặc biệt thì sau khi laser xong, vì cái vùng da của chúng ta không bị ảnh hưởng, cho nên là sau 15-20 phút thì các chị em có thể kẻ vẽ vô tư rồi. Và bây giờ thì sau khi đã hút xong mực cũ thì chị khách của chúng tôi sẽ tiến hành làm lông mày mới. Và mọi người hãy cùng chờ đón các sản phẩm lông mày mới của chị nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngắn của mình ngày hôm nay ạ.